Bác sĩ ơi bác sĩ, mẹ tôi vô đây mấy tiếng đồng hồ rồi, sao chưa khám nữa, sao kỳ vậy hả bác sĩ? Rồi rồi anh bình tĩnh, tôi đang có chuyện gấp đây, tôi đi luôn, tôi quay lại liền, cho bác nằm đây đi nha. Mẹ ơi, mẹ ráng lên nha mẹ. Ủa anh, mẹ của anh sao vậy? Mẹ tôi bị mất xương cá, mà nãy giờ tôi vô đây mấy tiếng đồng hồ rồi, chưa ai khám hết đó, tôi lo quá chị ơi. Tôi cũng vậy đó, vô đây nãy giờ rồi mà chưa có ai khám hết trơn á. À mà nghe nói cái công trường gần đây nè, cái vật nặng gì rơi á, nhiều người bị thương lắm. Thôi hay là tụi mình ráng đợi đi ha. Dạ, cảm ơn chị nha. Đau, đau quá con ơi. Nói bác sĩ gấp cái xương ra cho mẹ đi. Chị hóa nổ rồi. Mẹ đau lắm hả mẹ? Để con lấy nước cho mẹ uống nha. Đau quá, làm sao mà nuốt nổi. Con nhanh nhanh kêu bác.